mắt thành công tại quê nhà, lô hàng đầu tiên bán hết sạch chỉ sau vài giờ. Chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Fold là một trong những sự đổi mới của Samsung và có thể dẫn đầu một xu hướng mới của thị trường smartphone toàn cầu. Thế nhưng Galaxy Fold đã gặp phải một số rắc rối nghiêm trọng trước khi được chính thức bán ra. Sau bao ngày trì hoãn, cuối cùng thì Galaxy Fold cũng đã được mở bán vào ngày hôm nay tại quê nhà Hàn Quốc. Các thị trường Mỹ và châu Âu sẽ được mở bán trong một vài tuần tới và trái ngược với sự lo ngại màn ra mắt trở lại của Galaxy Fold đã thành công rực rỡ. Theo báo cáo của Korea Herald, cả ba nhà mạng Hàn Quốc là đại lý bán lẻ Galaxy Fold đều đã hết hàng sau khi mở bán được vài tiếng đồng hồ. Chưa có con số chính thức được công bố, nhưng các nhà phân tích cho rằng lô hàng đầu tiên có khoảng 1.000 chiếc. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lô hàng được bán thông qua các nhà mạng Hàn Quốc. Vẫn còn một lượng lớn Galaxy Fold được bán thông qua website và cửa hàng của Samsung. Vì vậy con số thực tế có thể lớn hơn nhiều theo dự đoán ở trên và mặc dù 1.000 chiếc được bán ra trong ngày đầu tiên không phải là con số quá lớn, hãy nhớ rằng Galaxy Fold có giá lên đến 2.000 đô la Mỹ và không phải là một chiếc smartphone mà ai cũng có thể dùng được. Điểm thú vị hơn, đó là theo thống kê của ba nhà mạng Hàn Quốc, số lượng khách hàng mua Galaxy Fold trong ngày đầu tiên mở bán chủ yếu nằm trong độ tuổi 20 đến 30, khác xa với nhận định ban đầu rằng Galaxy Fold sẽ chỉ phù hợp với những doanh nhân giàu có ở độ tuổi trung niên. Lô hàng tiếp theo tại Hàn Quốc sẽ được mở bán vào ngày 18 tháng 9 và lô hàng thứ ba sẽ mở bán 8 ngày sau đó. Có lẽ rất nhiều bạn cũng đang mong đợi những đánh giá chi tiết về chiếc smartphone màn hình gập độc đáo này.